Cá đang chạy đâu cá nào bắt. Chặt hết tay. Ủa, nó qua đây. Ủa, dưới cũng có con nữa. Kìa, 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 đây đây. Ngóc, ngóc lên đây. Ôi, đuổi ra nó ghen rồi, ghen rồi. Ôi, chạy chứ vô rồi. Chạy chứ vô. Sợ chuột. Chết con rồi. Đâu giờ lên. Ồ, ồ, đây là một con chuột đây. Rồi hai con. Rồi hai chú chuột đây đó. Rồi mẹ bỏ lọng nữa còn sống nè. Cháu thả lại, cháu thả lại. Cái này mình. Ờ, dở lên. Quay chú cộng quay giặt rồi cho. Bá bá nó giặt nó rồi bá. Chẳng chẳng chuột hồi nãy tỉnh tơi đó. Chị chờ đó. Đó. Đây rồi. Cái thui kìa đây. Đó. 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 Qua đây nè. Đây đây. Lại cành đập chuột. Khỏi đi rồi đó. Chết rồi. Còn sống hả? Còn sống hả? Đập đâu có chết đâu. Nó bị xỉa biển em đâu có chết. Đúng rồi. Chết luôn. Nữa là già mặn là kho găm dừa đó. Tống ngầm. Tống dầu à. À. Rồi xong, hết chạy rồi đó. Kìa. Cái này là cái bằng cống nhum đó, rõ cống nhum là nó cắt lúa, nó vô nó phá lúa, thế này nó phá dữ lắm. Bắt đầu cắt nó gom là bắt đầu dí cù, bắt đầu vòng bà con vòng đó, ai đập ai chụp. Mình gắng cố gắng bắt cho thôi để nó sanh sản rồi, bắt đầu nó phá lúa dữ lắm. Những cái loại này là nó sanh sản nhiều hả? Vâng. Cái này nó sanh sản dữ lắm nè. Chuột này theo đúng ra, từ ý thích mọi người theo đúng ra nè, khìa cũng được, hay xào rau găm cũng được, chiên cũng được, dễ ăn bất thứ, cái gì cũng dễ là hết. Mà còn hấp cơm này ăn cũng được, làm gỏi trộn bắp chuối cũng ngon luôn, cái gì cũng ăn được hết, cái loại này là dễ ăn nhất. Nhưng mà hiếm có lắm, nó gõ nó giờ mắc đó, tới gần cả 100.000 ký vậy đó. Mà 100.000 ký là nói chung là chuột cơm kia nha, chuột này là không có nữa. Bây giờ nào mình nhậu bữa nay không hết thì mai bắt đầu mình mần để ăn cắt lúa làm tiếp. Mấy con này hồi tỉnh nè. Không có đập gì đâu hả? Hồi anh không quay, đập hồi cái để đóng gì hả? Quay chết để còn đỡ mình chứ làm gì. Chết chắc nó đâu chết chắc à. Đất này đâu chết nữa. Đây là cả con chuột cống nhum. Này là nó phá lúa dữ lắm. Phá lúa dữ mía. Mía. Tại vòng vòng có mía. Thì giờ nó ở trên cái bờ mía rồi đó, rồi nó vào ruộng nó xuống phá ruộng. Hết ruộng thì nó chạy lên bờ mía vô hang. Còn chứ mấy cái con chuột khác thì nó nhỏ hơn không? Chuột này sao nó lớn quá vậy? Cái cắm còn cái cơm. Cơm mà vàng vàng nhỏ. Con này chắc khoảng nửa ký không? 4 con ký. Bốn con ký à? Con hơn à? Cỡ nửa ký đó. Bốn con ký. Ba con này. Ba con là ký rồi. Hai ký nó nhiêu đó. Ngày nó đi ăn chui vô, tôi la đụng nó chui vô hang mấy ông mẹ ơi. Cái nó nói đào gì? Trời ơi mau lắm. Đâu hết nào rồi? Chưa được 3 thùng nước nữa. Giọt. Vậy à? Ừ. Đào dở. Đào chiếm công tốn sức mà lắp lại nữa.